Quý vị thấy con người mình nó mỏng manh vô cùng. Rồi còn một bà cụ nữa cũng nhiễm đó, nhiễm gọi là Covid đó, rồi chết, rồi hỏa táng, rồi bây giờ truy điệu chứ cũng không có làm đám sát như mọi người được, vì cái người ta sợ lây nhiễm đó, người ta phải thiêu. Đạo có đài thường thì ít thiêu lắm quý vị, vì thân thân của thổ thì thân thọ thân của thổ thì hoàng cho thổ đó. Tức là mình trả trả cái nghiệp lại cho đất á, chôn không mà ít thiêu lắm. Phải trừ trường hợp, những trường hợp bất khả kháng mới thiêu. Nên chúng ta phải cố gắng giữ gìn mình, mà bây giờ đó phải tạo phước lập đức. Cái bài cơ của Đức Quỳnh Giáo Chủ nha quý vị: đời này vốn một lời hai, khắp trong trần hạ mấy ai tu trì. Đời này dành dịch làm chi, tới việc ly kỳ cũng thả trôi xong. Quý vị thấy rõ không? Thầy đã biết trước cả trăm năm rồi, mà thầy đã nói cho mình biết. Bây giờ nó y như vậy đó quý vị. Và còn sắp tới đây, hai cơn bão số 2 và số 3 nó sẽ bắn thẳng vô miền Trung và miền Bắc đó quý vị, với cấp độ gió từ 17, cấp độ cấp 17 trở lên. Thì quý vị ơi, chúng ta phải làm sao? Muội mong quý vị rằng chúng ta hãy có một cái phương cách nào thuận tiện cho cái cuộc sống của chúng ta, thì chúng ta hãy nên suy nghĩ để có một cái phương tiện gì đó chắc chắn, bền vững và có thể giữ gìn gia đình mình một cách hạnh phúc, ấm êm, đầy đủ là được rồi. Đừng mong chi nữa. Và hãy cố gắng có một ít thức ăn, đèn cày, nước uống, mọi thứ vật dụng mình có thể, hoàn cảnh của mình biết, thì mình có thể để dành quý vị, để sau này những lúc không ra đường được, chúng ta có cái để mà dùng. Thì ở đây có thằng có chiên trị và xương khớp, cũng như thằng kinh tọa gây cuộc sống, thối quá cuộc sống, nhức tay chân, bà con đi đứng không được, hay là xuất hiện những cái trường hợp là đau mỏi gối quý vị, những cái khớp gối quý vị đó, hay bị gọi là thiếu cái chất nhờn đó. Thì ở đây đó có thằng có một cặp thuốc của Hồng Kông nha. Ở đây là bà con dùng rất là ok luôn nha quý vị, dùng rất là nhiều luôn, uống được là một lần mua vậy uống được 50 ngày, một ngày uống 2 lần nha quý vị. Đây thuốc không giữ nước, bảo đảm không giữ nước, nếu giữ nước hoàn tiền lại, có thằng sẽ hoàn tiền cho quý vị 100% tiền. Còn nếu bà con nào đang gặp khó khăn mà không có tiền mua thì Quả Thành sẽ gửi cho quý vị uống trước 10 ngày. Quý vị thấy được, quý vị hãy mua theo quý vị. Quả Thành sẽ gửi cho quý vị trước 10 ngày. Quý vị sẽ uống coi có giữ nước hay không giữ nước. Nếu mà thuốc đó mà biết giữ nước hay không giữ nước quý vị chỉ cần uống chỉ 3 ngày hoặc là một tuần lễ thôi là quý vị biết giữ nước hay không giữ nước rồi. Hiệu quả hay không thì quý vị uống sẽ biết được. Khi mà mình mua như vậy đó, một cặp này thì bà con mua nhiều thì bà con biết rồi là 350 ngàn. Nếu mà thêm combo là như thế này nè quý vị, là có thuốc dầu nè, dầu diêm son nè, rồi thuốc nhổ mũi nè, thuốc nhổ mắt nè quý vị đó, rồi thuốc bóp nè. Đây thuốc bóp này đó là mình chỉ đông cỡ chừng hơn 2/3 chai thôi. Cái này là Quả Thành xài đó, xài là còn lại nhiêu quý vị đó. Và một phủ ngứa nữa đó, cũng như là nếu quý vị mà bị như là đau bao tử này kia đó, thì Quả Thành sẽ cho thêm quý vị một bịch đau bao tử nữa nha. Một bịch đau tử này mình uống được là 7 lần nha quý vị. Nếu quý vị mà có bị ho hoặc là bị hay bị cảm sốt này kia đó, thì ở đây thì Quốc Thành có thuốc của Tỷ Cơ nha quý vị. Thuốc Tỷ Cơ ở đây đó là độc quyền ở bên Quốc Thành có đó, đây quý vị. Hình như nghe nói Quốc Thành nghe nói là bên Quốc Tạo chỗ này cũng cạn về thuốc của Tỷ Cơ quý vị đó, đây Quốc Thành có nữa quý vị đó. Ai cần thì cứ gọi đây, Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị tới tận nhà nha. Đơn á mà trên 400 ngàn từ Quốc Thành thì sẽ free ship cho quý vị. Ship là 30 ngàn thì sẽ free ship, đơn dưới 400 ngàn thì sẽ không có free ship nha quý vị. Quý vị nếu mà ai cần thì sẽ gọi vô số điện thoại của Thành là 0333304424. Dạo Thành xin nhắc lại một lần nữa, 0333304424, đó là số điện thoại của Thành, cứ gọi điện của Thành sẽ tư. Dạ Mô Phật. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Vừa qua tỷ cũng trình bày về những cái phần mà bệnh bạch hầu rồi bệnh dịch vân vân, để cho bà con thức tỉnh trong cái cuộc
Hạ Quân mật pháp này. Thì kính thưa bà con, có nhiều người hỏi điện là hỏi lúc mà bệnh dịch năm năm Sửu đó, điện là hỏi lắm, hỏi là bài cúng nè, rồi hỏi hỏi cách ăn chay nè, hỏi cách tu hành nè. Nhưng mà qua cái năm Sửu rồi thì thấy hầu như là không có một người luôn. Bởi Đức Thầy mới cho biết là Lam Kiều hữu lộ vắng que, Ngục môn không cửa mà hè nhau đi. Cái chỗ mà tiên Phật thần thánh thì không thấy ai đi chân, quý vị vắng que quý vị. Lam Kiều hữu lộ vắng que, còn Ngục môn thì cái chỗ mà vui say đờn ca hát thì đầy ắp hết trơn quý vị. Cho nên thì cái quả đó thì hầu như là bây giờ nếu mà chúng sanh mà đồng thinh niệm Phật, hay chúng sanh hiền hậu, chúng sanh ăn chay ăn lạc, cái thanh nó nhiều thì nó đẩy lùi cái trược, thì cái chuyện mà đại nạn của chúng ta thì nó sẽ đến lâu hơn và có thể là nó không đến. Còn cái này thì chúng ta nghiệp thì dày mà phước thì mỏng, cho nên thì hầu như ra ngoài đường lộ đi thì mình 10 người 100 người thì giỏi lắm có 2-3 người tu thì làm sao mà đẩy nổi quý vị. Nó còn cái người hung ác thì đầy dẫy hết trơn, ý là tỷ lên để độ biết bao nhiêu người đó. Hầu như là comment vô và điện lỡ nói nhờ có tỷ mà bây giờ tôi tu hành, nhờ có tỷ mà bây giờ tôi ăn chay, nhiều 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 việc lắm. Thì thôi bây giờ cũng xin hỏi câu hỏi tiếp theo để không làm mất thời giờ của tỷ. Vừa qua thì cũng có một người điện lại mà nói chuyện vô tạo và khóc luôn, nói là tội nghiệp tỷ quá, tỷ đi làm cái nhiệm vụ mà về bệnh mà còn lên mạng để nói để giúp cho bà con. Với cái lòng từ bi đó thì mọi người đã rất là cảm động và khóc luôn. Ngốc Tạo nói thôi nếu mình hiểu vậy là được rồi, mình tu đi, mình tu là mình cũng đã đền ơn cho tỷ rồi. Thì ở đó quý vị đã tặng một món quà mà đầy ý nghĩa cho tỷ rồi. Thì bây giờ tiếp tục câu hỏi á, thì xin hỏi tỷ là có một số người ở những cái nơi mà tỷ thường nói là Hải Phòng nè, những cái nơi mà Vũng Tàu nè, những nơi mà ven biển đó, thì có một số bà con ở đó nghe tỷ nói vừa rồi, có những cái clip mà tỷ nói là ở nơi đó sẽ gặp những cái đại nạn, nhưng mà người ta rất là tin tỷ cho nên ở đó người ta cũng nói chung là cũng lo sợ đi. Giống như Quốc Tạo nghe nói tỷ nói cảnh giới thì Quốc Tạo cũng sợ, nhưng Quốc Tạo cũng gọi tới lúc nào mà một cái đụng Quốc Tạo cho nên ngồi niệm Phật. Nhưng mà còn những người đó thì người ta là những người thường, những người không có, giống như là cũng mới tập tu hoặc là chưa có tu thì người ta cũng hoang mang. Thì người ta cũng hỏi là người ta phải liệu người ta làm như thế nào để người ta được sống sót hoặc là người ta được tránh khỏi cái đại nạn đó. Thì tỷ cũng cho người ta một cái lòng để trấn an và Nam Mô Di Đà Phật. Dạ mô Phật. Bây giờ đó, cái chi chi bây giờ chúng ta phải tự tạo cái áo giáp Phật đức cho chúng ta thôi. Chúng ta chỉ cần chúng ta tu hành thì đến một giai đoạn đó sẽ có các vị Bồ Tát, người ta sẽ loan tin cho mình, người ta sẽ giúp đỡ cho mình và cứu rỗi mình. Đó là phước đức của mình có. Bây giờ không ai nói tài hết quý vị, không ai nói trước là ngày mai sẽ ra sao cả. Để mà quý vị có cái sự chuẩn bị thôi. Ngày giờ tháng năm muội không biết, may mắn thì muội biết là muội lên muội nói liền. Còn lúc mà nếu như mà sắp đến đến ngày sắp phạt của nhân sanh đó, thì lúc đó không điện nè, không mạng nè, rồi nói làm sao đây quý vị? Chi bằng bây giờ chúng ta cứ tin đi, để chúng ta lo sắp xếp cuộc sống của chúng ta và lo tu hành. Một ngày tu hành cũng là tốt một ngày đó quý vị. Bây giờ nước rút rồi, quý vị có biết mẹ xuống cơ cho muội tuyệt đối không làm bệnh nữa là quý vị thấy rõ không? Tội nghiệp chưa? Bây giờ thấy rồi đó, vậy cũng không không làm được quý vị. Không can thiệp, không cho can thiệp vào nghiệp lực của chúng sanh là quý vị thấy rõ cái sự sát phạt lớn ghê đến cỡ nào. Cha
cha mẹ đều xuống cơ cho mình hết, mà mình cứ nghe để rồi bỏ qua chưa tới. Còn đôi khi còn nhiều người còn lên nói những câu nói rất là khó nghe quý vị, nên rất là buồn chứ. Nhưng mà muội thì kệ đi, miễn sao muội cứu được nhiều người cho mẹ là được rồi. Đó cũng là anh chị em của muội, nên muội rất hy vọng rằng cứu được rất là nhiều người. Chẳng những muội cứu được quý vị đó, mà từ cái quý vị đó tu hành cửa huyền của quý vị đó cũng được siêu thăng nữa, chứ không phải là cứ một mình cái người đó còn cửa huyền không bỏ là bỏ đâu, không có, cứu được cả một chùm luôn đó. Nên quý vị ơi, chúng ta hãy cố gắng, bây giờ chỉ có ráng ăn chay. Bây giờ ai chưa ăn được thì phải nên ăn liền, ráng ăn chay và tập ăn chay. Coi như mình đang rớt vào cái cảnh khổ, không thể nào kiếm được ra miếng ăn, thì chúng ta phải sống như thế nào? Sống chắc chiu rồi. Bởi vì mẹ cha mới kêu là ẩn nhẫn thủ kỷ, quý vị thấy rõ rõ chưa? Nên bây giờ chúng ta chỉ có con đường duy nhất trốn trong phước đức của mình thôi, không trốn ở đâu xa nữa. Thí dụ như bây giờ quý vị thả cá phóng sanh gì gì đó, nó nhiều tiền, thì quý vị chỉ cần nhín nhút lại một phần để cho người nghèo, cho cái người bên cạnh mình còn nghèo, cũng là tốt rồi, không sao hết. Cho thêm một ký gạo hay là một chai nước tương gì đó cũng tốt rồi, không có gì hết. Đó cũng là tạo phước lập đức. Nhưng mà với cái tâm thành, một khi mình cho đi, mình phải tâm thành, thành tâm yêu thương mới được nhận. Còn nếu mà mình nói tao cho mày ký gạo, một chai nước tương để tao lượm được cái phước, để tao bước qua được màn này, không được đâu nha quý vị, không được. Mà mình phải bằng cái tâm lương thiện của mình đó. Nếu như một ngày mình đói như vậy, có ai cho mình một gói gì ăn đó, chắc mình cũng vui lắm. Một nắm khi đói bằng một gói khi no mà. Quý vị thấy rõ không? Nên là chúng ta phải yêu thương. Cho đi đi, rồi mai mốt, ví dụ như lỡ mình có sa cảnh thì cũng tự nhiên cũng có người thương mình vậy thôi. Mình thật sự vậy, nhân quả mà, gieo nhân nào thì gặp quả đó thôi. Gieo trồng cây ngọt thì phải ăn trái ngọt, mà trồng cây đắng thì phải ăn trái đắng, chứ không khi nào mà trồng cây cam mà ăn trái hữu hoa bao giờ. Bắt buộc chúng ta phải như vậy. Bây giờ muội đã từng nói với quý vị rằng muội á thì biết là nửa tháng 6 mới có chuyện lớn, nhưng mà thật ra đó mới cách cuối tháng 5 thôi là đã quá chừng cảnh luôn. Nhìn ở nước Mỹ đó quý vị biết không, ngập mà nó lên tới tầng 1 của cái nhà có lầu đó, quý vị thấy không, ngập đó. Rồi còn nhiều cảnh lắm quý vị, chứ không phải là một nơi nào đâu. Nhiều nơi thì cháy, nhiều nơi thì sụp đất, giống như chúng ta, đất nước chúng ta cũng vậy. Ở Vĩnh Long, ở Cần Thơ, ở Ô Môn mới đây cũng sụp rớt rớt nhà của chúng sanh ở dưới sông đó, quý vị thấy thương không? Làm chắc chiu cả một đời người mới được một căn nhà tránh mưa tránh nắng, nó ùn một cái nguyên si xuống sông hết, mất trắng. Quý vị thấy đó khổ sở vô cùng không? Thứ nhất á, là những cảnh mà cháy nhà là thôi rồi, khó mà kiếm được còn cái gì của hết. Rồi hai á, là sụp nhà như vậy đó, quý vị thấy có khi đâu có đem ra được cái chén, cái đũa, cái muỗng gì đó, chạy mà không kịp mang đôi dép nữa, quý vị thấy thương vô cùng. Nhìn mà nước mắt nó cứ chảy xuống không, không biết làm sao. Mình đâu có một tay che trời được. Mình nhiều khi
nói với mọi người để khuyên răn đó, có người nghe được cũng có người không chịu nghe, đờm khỉ bán còn nói này nói nọ đủ thứ hết trơn, đủ cái cảnh hết á. Nếu mà muội không được động viên của mẹ đó, chắc muội cũng thụt lùi đó quý vị. Nhưng mà mẹ luôn luôn hỗ trợ cho muội, lúc nào cũng bên cạnh hết. Muội chỉ ngồi như vậy chứ muội thượng lên một cái là có liền, có câu trả lời ngay luôn đó. Muội làm việc không có giống như mọi người phải vô phòng hay là gì hết á, muội chỉ ngồi ở trước bàn trang của mẹ, cũng bàn thờ của mẹ, của chí tôn của Phật mẫu, muội làm việc nghiêm chỉnh đàng hoàng chứ không có bù lo muốn mặc áo ngắn tay, muốn mặc áo quần cục, có quần đùi quần lẫn gì đó làm được, không bao giờ có điều đó gì. Nên quý vị hãy nghe lời muội, ráng cố gắng tu hành. Mình tu cho mình, không phải mình tu cho ai. Các quý vị tu quý vị nhờ, chắc của muội cũng không có nhờ gì hết á. Nhưng mà muội thấy mẹ buồn lắm, nên muội sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ để mà lên kêu gọi con cái của một mẹ đó thức tỉnh, nhằm đưa con cái của mẹ về với mẹ càng nhiều càng tốt mà thôi. Đó là điều muội mong muốn nhất, nên muội ráng cố gắng bằng mọi thứ, muội làm việc bất kể luôn đó quý vị. Muội nghe mẹ lệnh xuống là không được nhận bệnh, là muội nói thật nội muội buồn lắm luôn. Không phải mình làm bệnh mà mình nhờ, mà mình làm bệnh giúp đỡ cho nhân sanh. Còn cái nữa để muội nói để muội quên, tất cả chi chi bây giờ đó, các bạn, các huynh đệ, quý huynh tỷ đệ muội trong chúng ta đó, có giao thông đó, tham gia giao thông đó, thì chúng ta trước khi lên xe chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật cũng được, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Còn đối với người cao đài đó thì niệm Nam Mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam Mô Tam Châu Bát Bộ Pháp Thiên Tôn, xin cho con đi ăn khương, về ăn khương rồi hả đi nha quý vị. Bây giờ đó chân lên nó ngồi đầy ngã ba ngã tư hết quý vị, tai nạn xảy ra bất cứ lúc nào, nhất là những người tài xế đó. Chúng ta hãy cố gắng niệm Phật trên đường đi, cố gắng niệm Phật. Thứ nhất niệm Phật cái tâm mình nó an, cái thứ hai nữa là người người bất cứ những cái vong linh nào mà thấy mình niệm Phật nó cũng tha hết, không bao giờ nó níu kéo, thì mình an khương thôi quý vị. Quý vị nhớ nha, bây giờ muội đã thấy rõ ràng điều đó luôn. Nó ngồi trực khờ ở trước cái ngã ba ngã tư, buổi tối cũng vậy. Mình có con nít nhỏ đó, tức là từ từ khoảng tầm 7, 8, 9 tuổi với lại trở về một vài tháng đó, hả, chụp tối xuống trước 6 giờ là đừng bao giờ ẵm con ra đường lúc 6 giờ, phải vô nhà trước lúc 6 giờ, ở trong nhà cho nó chơi gì chơi. Bây giờ không phải giống như ngày xưa, mình muốn chạy trốn kiếm, mà mình muốn ở dưới trăng, rồi mình muốn hát hò nhảy dây gì dễ. Bây giờ không phải như vậy quý vị. Thời mạt pháp có hồn rất là nhiều, bị người ta đó đóng địa ngục mở tầng thiên, người ta không có biết lối nào mà đi hết. Mà những người có hồn thì các vị biết toàn là những người ở trên mặt thế này là đá cá lăng dưa đó, không có từ một thủ đoạn nào hết, rất ư là phạm trọng tội. Bây giờ thấy được hành tàng của Chí Tôn thì họ mới sợ đi, bây giờ họ mới ngồi họ phá, cô hồn mà phá lắm, nên họ phá phá đủ thứ hết. Họ kéo cũng kéo bạn kéo bè giống y như mình vậy đó quý vị. Người làm chân linh cũng vậy đó, một người lên xin tên Hậu xong rồi hứa đi tu rồi bắt đầu trả xác là ê, ê bà ơi
Bà ơi cho con, bạn của con còn xinh xinh nữa. Rồi kéo một hồi luôn cả mười mấy tên. Đâu quý vị thấy rõ không? Nó cũng có bạn bè y như với mình vậy đó. Y như trên mình vậy đó. Không không có gì khác hết. Nên quý vị, à, cố gắng nha quý vị. Cố gắng niệm Phật, với lại nhà cũng nên có lên hương đăng hoa trà quả cho ấm nhà ấm cửa, lúc nào cũng vậy hết. Thí dụ như mình đốt ngày 2 lần hoặc là 3 lần, đừng có để nhà lạnh tâm. Cái thứ nữa đó là nhà chúng ta bây giờ đó nên để thoáng khí nha quý vị, tức là không có để ẩm thấp. Cái nào không dụng thì chúng ta bỏ đi. Thoáng khí không phải là mở toang hết ra rồi phá trống lỏng, gọi là thoáng khí không đúng. Mà thí dụ như chúng ta không có chất chứa bất cứ cái gì hết, để cho nhà thoáng, cái nào không xài bỏ hết để nhà mình thoáng ra đó, dịch bệnh nó mới không xâm. Dịch bệnh bây giờ đó là nhà nào ẩm thấp nó sẽ hỏi tập hỏi thăm liền. Thứ hai, nhà nào không tin tưởng, không thờ phượng, không biết trời Phật là gì là nó ghé hỏi thăm ngay. Thứ ba, những người không ăn chay là rụng như sung. Mình nói thật lòng thật dạ, ở tại đất Tây Ninh này thôi, tất cả những người đạo Cao Đài mà thất thệ, tức là ăn chay không đủ, thứ hai hoặc là không cúng kiến ngày nào vô cho có tụ, bây giờ chết hết quý vị ơi, nhỏ 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 không, bốn mấy năm mấy ba mấy hai mấy mười mấy đủ hết. Những người mà không biết chai lạc là gì bây giờ trở đi sẽ rụng rụng như sung luôn, đáng sợ lắm quý vị. Mà nó sẽ chồng nghiệp vào cái nghiệp của cái người đó. Thí dụ nhiều người đó bị cái nghiệp tai nạn thì nó cộng nghiệp với người tai nạn, còn người bị cộng nghiệp về bệnh dịch thì nó cộng nghiệp với người bệnh dịch. Nó đủ thứ cảnh vậy đó, người chết xong thì nó cộng nghiệp cho người chết xong xuôi. Mình muốn hóa giải được, mình phải cầu xin cha mẹ và sám hối, cúng lại sám hối cầu xin, xin cha mẹ tha thứ những tội lỗi của con đã làm từ nhiều đời nhiều kiếp, và trong kiếp sanh này những lúc con đã vô minh phạm phải, từ nay con biết đến trời Phật đấng gì đó, con cố gắng tu hành lập công đức để đền ơn đức cha cha mẹ thầy tổ, ba đền ơn đức cho các đấng, và xin được xóa tội lỗi của con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Chào Thành xin kính chào quý vị thân mến. Dạ thì Quốc Thành xin chào quý vị một ngày thật an lành. Kính thưa quý vị, thì mấy ngày hôm nay đó thì Quốc Thành cũng có hồi hướng để cho những cái phần giống như là những cái phần dầu, những cái máy niệm Phật, những mây Phật giảng. Thì những hôm vừa rồi đó quý vị thì cháy hàng quý vị ơi. Mua bao nhiêu cái máy niệm Phật về cũng cháy hàng hết. 20 cái, 30 cái, 50 cái đều cháy hàng hết trơn quý vị. Mây cũng vậy luôn quý vị. Mây Phật giảng thì Quốc Thành cũng có mua về rồi lưu vô trong trong đó là 600 bài để cho bà con nghe, giống như là từ quyển 1 tới quyển 6 rồi sư giải bóng phai rồi tứ thánh rồi ông bà thớ rồi cũng như là vân vân nhiều thứ trong đó đó quý vị, kho tàng pháp bảo trong đó quý vị. Cái đó quý vị về cứ để vô trong đâu cũng được. Đây là cái máy niệm Phật ha. Thì ở đây á, máy niệm Phật này đó thì dành tặng cho những bà con đã mua thuốc của Quốc Thành và sắp mua thuốc cũng như là chi ăn cho bà con đó quý vị. Đây là cái máy niệm Phật nha quý vị. Máy niệm Phật này gồm có 6 bài ha. Chú Đại Bi nè, Nam Mô Di Đà Phật nè, Nam Mô Di Đà Phật, nhiều động dọc. Rồi Nam Mô Di Đà, Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát, kinh tâm từ đó quý vị, đầy đủ trong đây ha. Đây. Giờ này là không có pin ha quý vị. Nhà quý vị mua pin dùm cho Quốc Thành nha. Đó là cái những sản phẩm mà ở đây Quốc Thành có chi ăn thêm quý vị. Máy niệm Phật hoặc là mê phát giảng là không tính tiền nha quý vị.
Không tính tiền là tại sao không tính tiền? Là nếu ai đã mua thuốc của Quốc Thành rồi thì Quốc Thành sẽ cho một cái máy niệm Phật hoặc là một cái mời phát giảng để cho bà con nghe ha quý vị, cũng như là giáo viên quý vị thôi. Thật sự ra đó thì dầu này đó rất hay quý vị. Dầu này đó là dầu diêm son ha. Dầu này là dầu diêm son, vừa trị diêm son vừa ngừa Covid được luôn. Đó, mình diêm son như thế nào? Cái này là sức ngoài nha quý vị. Đó. Này đã được nâng cấp lên một cái tầm cao khác nha quý vị. Dầu bình thường là không có được đâu. Mình xức vô cái này thơm thơm là mùi sữa, mùi xả đó quý vị. Xả sa vi đó quý vị. Đó. Rất là thơm luôn quý vị. Đó. Thì cũng như quý vị đã biết đó, thì ở đây Quốc Thành có chiên trị và xương khớp, cũng như thằng kinh tọa gây cục sống, thấu qua cục sống, nhức tay chân, bà con đi đứng không được, hay là xuất hiện những cái trường hợp là đau mỏi gối quý vị, những cái khớp gối quý vị đó, hay bị gọi là thiếu cái chất nhờn đó, thì ở đây đó Quốc Thành có một cặp thuốc của Hồng Kông nha. Ở đây là bà con dùng rất là ok luôn nha quý vị, dùng rất là nhiều luôn, uống được là một lần mua vậy uống được 50 ngày, một ngày uống 2 lần nha quý vị. Đây thuốc không giữ nước, bảo đảm không giữ nước. Nếu giữ nước hoàn tiền lại, Quốc Thành sẽ hoàn tiền cho quý vị 100% tiền. Còn nếu bà con nào đang gặp khó khăn mà không có tiền mua thì Quốc Thành sẽ gỡ cho quý vị uống trước 10 ngày. Quý vị thấy được, quý vị hãy mua ha quý vị. Quốc Thành sẽ gỡ cho quý vị trước 10 ngày. Quý vị sẽ uống coi có giữ nước hay không giữ nước. Nếu mà thuốc á mà biết giữ nước hay không giữ nước quý vị, quý vị chỉ cần uống chỉ 3 ngày hoặc là một tuần lễ thôi là quý vị biết giữ nước hay không giữ nước rồi. Hiệu quả hay không thì quý vị uống sẽ biết được. Khi mà mình mua như vậy đó, một cặp này thì bà con mua nhiều thì bà con biết rồi là 350 ngàn. Nếu mà thêm combo, combo là như thế này nè quý vị, là có thuốc dầu nè, dầu diêm son nè, rồi thuốc nhổ mũi nè, thuốc nhổ mắt nè quý vị đó, rồi thuốc bóp nè. Đây thuốc bóp này đó là mình chỉ đông cỡ chừng hơn 2/3 chai thôi. Cái này là Quốc Thành xài đó, xài là còn lại nhiêu quý vị đó, và một hũ ngứa nữa đó. Cũng như là nếu quý vị mà bị như là đau bao tử này kia đó thì Quốc Thành sẽ cho thêm quý vị một bịch đau bao tử nữa nha. Một bịch đau bao tử này mình uống được là 7 lần nha quý vị. Nếu quý vị mà có bị ho hoặc là bị hay bị cảm sốt này kia đó thì ở đây thì Quốc Thành có là thuốc của Tỷ Cơ nha quý vị. Thuốc Tỷ Cơ ở đây đó là độc quyền ở bên Quốc Thành có đó, đây đó quý vị. Hình như nghe nói Quốc Thành nghe nói là bên Quốc Tạo dạo này cũng cạn về thuốc của Tỷ Cơ quý vị đó, đây Quốc Thành có nè quý vị đó. Ai cần thì cứ gọi đây, Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị tới tận nhà nha. Đơn á, mà trên 400 ngàn từ Quốc Thành thì sẽ free ship cho quý vị. Ship là 30 ngàn thì sẽ free ship. Đơn dưới 400 ngàn thì sẽ không có free ship nha quý vị. Quý vị nếu mà ai cần thì sẽ gọi vô số điện thoại của Quốc Thành là 0333304424. Dạ Quốc Thành xin nhắc lại một lần nữa, 0333304424, đó là số điện thoại của Quốc Thành. Cứ gọi điện Quốc Thành sẽ tư vấn cho quý vị 24/24 đó nha quý vị. Dạ kính thưa quý vị á, thì các phần thuốc của ở nhà Quốc Thành và Quốc Tạo thì luôn luôn là đã được kiểm duyệt và luôn luôn đã có người sử dụng rồi thì Quốc Thành mới đem lên nhóm đi bán quý vị. Mọi phần thuốc đều là chất lượng. Nếu quý vị không tin thì quý vị hãy mua về một phần giống như dầu thôi, chỉ cần 30 ngàn dầu thôi quý vị sức, rồi quý vị sẽ biết được là nó công dụng như thế nào. Thì cũng như là bên cái phần máu nhiễm mỡ đây quý vị là đông dược việt, ở đây Quốc Thành đó là dì mời Quốc Thành đã uống được 2-3 hộp rồi và đã có kết quả tốt thì Quốc Thành mới đem ra giúp đỡ cho bà con là thuốc này. Là máu nhiễm mỡ là quý vị đó thường thường đó quý vị mập lên. Mập này là không phải là mập về giữ nước nha quý vị, mập lên là do ăn uống, do mình khỏe phắn mình mập lên. Rồi mỡ của mình đó nó mới đông vào những cái mạch máu thì mạch máu không chạy đều nên là nó sẽ nguy ra, nó sẽ là tác dụng là có là đột quỵ đó quý vị. Đây là máu nhiễm mỡ này là sẽ là giảm cho quý vị là không có còn là đông những mạch máu nữa, máu sẽ lưu thông lại. Nó bây giờ đó nhiều căn bệnh mà gọi là đột quỵ đó rất là nhiều luôn. Hôm trước Quốc Thành có đi xuống dưới bệnh viện là Cần Thơ SIS đó quý vị, là ở dưới người ta là bệnh viện gọi là những cái người mà đột quỵ đó là thường thường là những người mập thôi. Máu nhiễm mỡ này kia rồi đó quý vị là thường đột quỵ lắm quý vị. Đây là cũng như là ngừa đột quỵ và ngừa máu nhiễm mỡ quý vị. Nếu bà con cần thì bà con cứ gọi cho Quốc Thành ha, Quốc Thành sẽ gửi cho quý vị tới tận nhà. Đây còn ai, Quốc Thành sẽ nhắc lại nha, ai cần máy niệm Phật thì Quốc Thành sẽ gửi máy niệm Phật luôn nha quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Thì quý vị cũng đã biết đó, thì ở đây Quốc Thành có dầu dừa và mật ong. Mật ong này đó thì có in tem của gia đình Quốc Thành lên đây luôn là Quy Ti. Thì mật ong này Quốc Thành được một số bà con, thì cũng như quý vị biết thì Quốc Thành ở đây là gần biên giới, ở đây là gần biên giới Campuchia quý vị. Mật ong này lấy từ gừng của Nam Bên ở trên đó về đó quý vị, ở trên chảnh về là có một số anh em Campuchia đem về đây chia cho nhà của Quốc Thành. Thì mật ong này là chia cho bà con là xin nói giá ra luôn là 1 lít 1 triệu mật ong gừng nguyên chất. Nếu không phải gừng trả lại hoàn tiền liền hiểu gì ha. Đây thử thì Quốc Thành thử thì nhiều cách thử lắm rồi, giống như là để hành vô nè, rồi mình để vô nước coi nó có bị tan ra không, hoặc là mình để tủ lạnh coi nó như thế nào, nhiều cách để thử lắm quý vị. Cứ vậy cứ thử mua xong rồi về, 1 lít 1 triệu nha, cái này là chỉ có nửa lít thôi nha quý vị, một chai có nửa lít thôi, 1 lít là 1 triệu hiểu gì ha.
Thì thứ hai nữa đó, tiếp theo của chung với mật ong thì ở đây là dầu dừa. Dầu dừa này xuất xứ từ Bến Tre, chắc chắn từ Bến Tre luôn quý vị. Bến Tại sao Quốc Thành nói chắc chắn từ Bến Tre? Tại vì Quốc Thành có đi giao du với nhiều bà con cô bác đó, thì bà con cô bác thấy Quốc Thành cũng làm những cái việc từ thiện này kia, thì bà con cũng giới thiệu Quốc Thành là về cái phần dầu dừa này, người ta tự nấu ra rồi người ta đưa cho mình. Nói chung là chi vốn cho mình cũng chi vốn lại cho bà con luôn á quý vị. Dầu dừa này là mình xức được nhiều cái lắm nha, giống như là mình dưỡng tóc nè, rồi mình xức cho cái da của mình nó đừng có bị đồi mồi nào quý vị, đừng có bị tàn nhang nè, nhiều cách sử dụng lắm quý vị. Cũng như là mình bị chỉ thì mình xức dầu dừa này vô trong cái chỗ bị chỉ luôn quý vị, nó mình thoa đều vô. Dầu dừa này, tác dụng của dầu dừa này thì các ông bà xưa người ta đó thì hay hơn, ta biết sẽ biết nhiều hơn dầu dừa này nguyên chất nha quý vị, không pha một chút nào hết. Ở đây là Quốc Thành không pha nha, tới dầu sức này nè quý vị, dầu sức này đó nếu bà con cô bác nào biết đó ha, thì mình sẽ nói là dầu sức này đó là 3.000 thôi mới đúng chứ không phải là 4.000. Nhưng quý vị cứ suy nghĩ kỹ lại nha, dầu sức này ở đây Quốc Thành không có pha cồn, chắc chắn 100% không pha cồn, chỉ là đổ vô một ít thôi, một xíu cồn để cho nó tan cái lượng băng phiến đó thôi quý vị, chứ không có gì hết, không có để cồn bao nhiêu hết quý vị, thật sự là vậy. Nguyên chất cho bà con hết, để cho bà con hết bệnh, để cho bà con được hiệu quả nhất có thể khi mà dùng dầu này và những cái sản phẩm khác. Đây quý vị, ở đây Quốc Thành đạo Phật giáo hảo không dám làm tầm bậy tầm bạ đâu quý vị, thật sự luôn, rất là có lỗi với thầy nha quý vị. Dạ kính thưa quý vị, cái tiếp đây đó là một cái sản phẩm mà bà con cô bác đang rất là ưa chuộng luôn quý vị, đó là tê bì chi. Thật sự đây đó, thuốc tê bì chi này đó nó có công dụng là trị tê rất là hay. Thường thường đó các cô chú mà trên 40 đó, gần 50 đó, thường thường sẽ có một cái hiện tượng đó là tê những đầu ngón tay. Bà con giấc sáng thức dậy là tê những đầu ngón tay này quý vị bóp xong, rồi nó gắn còn tê luôn, cả chừng tiếng tiếng sau là tê. Nhưng mà thuốc này đó thì Quốc Thành sẽ đảm bảo cho quý vị là uống xong sẽ không tê những đầu ngón tay nữa, và những cái gọi là tê giò tê tay này kia đó không có tê nữa. Tại sao mà lại Quốc Thành lại đảm bảo như vậy? Tại thuốc này khi mà quý vị tê đó, giờ Quốc Thành sẽ nói về cái cơ thể của quý vị trước nha, rồi Quốc Thành sẽ nói về cái thuốc này công dụng thế nào. Cái cơ thể của quý vị đó, nếu mà quý vị mà bị tê những cái đầu ngón tay hoặc là tê giò này kia đó là do quý vị bị nghẹt mạch máu, gọi là tắc nghẽn mạch máu đó quý vị mới bị tê như vậy. Thuốc này nó sẽ là giúp cho quý vị là từng quàng máu của quý vị sẽ chạy đều ra hết cơ thể, chứ không phải là mình phải đứng lại đó ha. Này là thuốc là vừa ngừa mà vừa trị cho quý vị, đó là tê bì chi, thuốc của Việt Nam và Nhật Bản sản xuất cùng nhau, hợp tác đó quý vị. Một hộp này đó thì đi chung với combo là 350.000. Thuốc này với thuốc cặp xương khớp thì quý vị đã quen thuộc quá rồi quý vị à. Thuốc này quý vị bà con mua rất là nhiều luôn, từng quàng máu quý vị không đều, hoặc là quý vị bị hay bị gọi là stress đó quý vị, stress đó, quý vị dùng thuốc này. Dạ kính thưa quý vị, thì ở đây đó thì Quốc Thành có thuốc ngứa bôi quý vị. Thuốc ngứa bôi Quốc Thành đó là đây, thuốc ngứa bôi Quốc Thành nè quý vị, thuốc bôi Quốc Thành đó là trị ngoài da, là những cái giống như là bị vết thương nè, rồi bị muỗi cắn này kia đó thì mình trị. Còn ở đây đó Quốc Thành có một cái loại sản phẩm là dưỡng bì đan, chuyên trị về ngứa ha, bị giống như là xơ gan nè, viêm gan nè, rồi bị giống như là mẩn ngứa, nổi mề đay, vàng da, điều trị được hết nha quý vị. Đây là chị thuốc về là thuốc ngứa máu, mình uống vào nó, mình uống vào thì xem dạ quý vị sẽ biết được là cái thuốc này uống như thế nào liền. Còn cái công dụng thì Quốc Thành sẽ nói ra một cái sơ lược về công dụng của nó cho quý vị nghe. Thường thường quý vị đó, ví dụ như quý vị sức ngứa đi, ngứa này về lát đồng tiền hay là bị lát thường đó thì rất là hay. Còn ví dụ như về vàng da rồi bị nổi mề đay này kia đó mà bị nhiều nặng quá thì thuốc này nó sẽ trị, nhưng mà trị rất là nhẹ. Còn còn cái này đó quý vị, cái này đó mình trị rất là hay về cái chuyện mà vàng da hoặc là nổi mề đay luôn quý vị. Thường thường bà con hay nổi mề đay rồi bị sâu suông, thuốc này uống là không có bị ngứa xung quanh cơ thể mình luôn quý vị. Dạ kính thưa quý vị, thì bây giờ đó thì bà con đang có những cái căn bệnh cũng như là ngứa, ho, hoặc là viêm son, hoặc là bị máu nhiễm mỡ, cũng như là bị tê, bị nhức, thì cũng bị đờm, thì cũng là một cái trường hợp rất là nặng luôn quý vị. Có nhiều cái đó là ai bây giờ hầu như là những cái người mà từ 35 trở lên thì thường thường là những xuất hiện những cái trường hợp là bị teo teo cơ, hoặc là những cái trường hợp là bị đái ra thì kiến nó sẽ bu, đó gọi là bị tiểu đường đó quý vị. Thì thuốc này đó thì ở đây Quốc Thành sẽ ngăn ngừa đường lên cho quý vị, đây là sẽ là ổn lại cái gọi là cái lượng đường cho quý vị. Quý vị đang đặt câu hỏi, thuốc tây nó cũng là ngừa, gọi là ngừa đường, tăng tăng đường, không có tăng đường lên, hạ đường xuống, bình đường cho mình, tại sao lại cái thuốc này nữa chi? Kính thưa quý vị, thì thuốc tây đó quý vị uống đó một thời gian thì quý vị sẽ bị là thặng và giữ nước, cũng như là bị mục xương. Còn đây, ở đây Quốc Thành sẽ bảo đảm cho quý vị, đây là khổ qua, không bị giữ nước, không bị mục xương, đảm bảo cho quý vị hạ đường rất là tốt luôn. Đặc biệt là quý vị ăn uống đàng hoàng, ăn uống bình thường, không có kén ăn ngủ được,
chắc chắn với quý vị 100%. Đây là thuốc của bà nội Quốc Thành đã sử dụng nha quý vị nha. Đây thì có hai loại, đây một á là khổ qua, hai là loại thuốc tán. Thuốc tán này uống y gan vậy luôn quý vị, hạ đường. Nhưng mà nếu bà con đang bị đường nặng thì bà con cứ mua về uống chung với thuốc tây, nhưng mà hạ liều thuốc tây lại là cách 1 tiếng đồng hồ, uống trong vòng 3 ngày thì bỏ thuốc tây luôn. Thuốc nào cũng vậy hết nha quý vị. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Đây là thuốc đường của nhà Quốc Thành. Dạ kính thưa quý vị, thì tiếp theo đây là ba sản phẩm có cùng một công ty. Thì đây là thuốc giảm tĩnh mạch và hạ huyết áp cũng như là sẵn thận quý vị. Thì Quốc Thành sẽ giới thiệu từ thuốc giảm tĩnh mạch cho quý vị xem. Giảm tĩnh mạch này là chuyên trị về những cái căn bệnh mà tĩnh mạch của mình đó nó không đều đó quý vị, thì nó sẽ là hòa huyết lại quý vị, hòa huyết cho cái tĩnh mạch của mình nó bị nhức tê này kia đâu, giống như là bị giật điện ở giò đó quý vị. Cái này nó sẽ giúp cho quý vị là không còn giống như là bị tĩnh mạch ở giò nữa, giảm tĩnh mạch là giảm cơ sơ là của quý vị lại cơ sơ tĩnh mạch đó quý vị. Thì cặp thuốc này đó, phần thuốc này đó là của Việt Nam háo quý vị ha, có những cái phần hướng dẫn trong đây hết, thì 50 viên quý vị uống trong vòng 25 ngày 1 tháng trời thì quý vị sẽ có được cái kết quả mà mình mong muốn là không còn giảm tĩnh mạch nữa. Đây là tĩnh mạch. Nếu bà con ai mà có bị tĩnh mạch thì sẽ biết được là tĩnh mạch là như thế nào và bị ra sao. Ở đây nè quý vị xem kỹ nha. Tĩnh mạch là giống như là những cái đường mà găng tiết trên cơ thể mình đó mà nó bị co giật đó quý vị, gọi là giảm tĩnh mạch đó quý vị. Đó là giảm tĩnh mạch. Còn thứ hai đó là hạ huyết áp. Hạ huyết áp này đó là chuyên trị về những cái căn bệnh đó, là giống như là lên huyết áp cao, giúp mình bình can lại, lợi tiểu, không có còn là say sẩm mặt mày, ù tai nữa quý vị. Ù tai qua mắt, say sẩm mặt mày nè là không còn nữa. Quý vị mà đang huyết áp bị cao lên nhất sáng đó, thường thường đó là cao lên lắm, quý vị uống cứ uống vô trước khi ăn, uống vô 1 viên giấc chiều chắc chưa, quý vị thấy mà không ổn trong người nữa thì uống 1 viên nữa, chắc chắn quý vị lên huyết áp quý vị sẽ bình thường như người ta mà ăn uống đều đọng luôn quý vị. Dạ đó là thuốc hạ huyết áp nha quý vị. Dạ tiếp theo đây đó là thuốc sạn thận. Sạn thận này như thế nào? Sạn thận này đó là chuyên trị về những căn bệnh là sạn thận trong thận, rồi sạn trong thận, rồi khó tiểu, rồi tiểu nước vàng nhiều, tiểu gas, tiểu đêm nhiều, chỉ vì những cái kinh sạn thận đó quý vị. Còn nhu cầu này kia đó mà khó khăn đó thì đây là sẽ giúp hỗ trợ cho sức khỏe chúng ta luôn. Thuốc này đó thì khi mà mình uống thuốc thì mình nhớ là uống nước nhiều nha quý vị, uống nước nhiều vô. Thường thường bà con cô bác đó thì là xem nhẹ cái chuyện mà uống nước lọc lắm quý vị, uống trà xanh hoặc là ô long này kia thôi, nhưng mà quý vị không biết được cái lợi của uống nước lọc là nó hay như thế nào đâu quý vị. Nó sẽ giúp cho mình lợi tiểu nè, cũng như là mình sẽ không có bị thặng nữa quý vị. Thuốc này nó sẽ hỗ trợ chúng ta là vừa mình vừa uống nước nhiều và mình vừa uống thuốc vô, nó sẽ là không còn sạn thận trong cái thận của ta nữa. Những bà con cô bác đó mà bây giờ còn dùng bia rượu đó thì Quốc Thành thấy thì nên là hạn chế đâu quý vị. Hạn chế dùng bia rượu lại ha. Đây là nó sẽ dùng cho nó sẽ giúp cho những bà con mà không dùng bia rượu nữa là giảm những cái sạn trong cái thận của chúng ta là mất đi luôn, miêu mòn từ từ luôn quý vị. Đó là thuốc thận nha quý vị. Đây để Quốc Thành để bên. Thì đó là ba sản phẩm chung một công ty. Thì Quốc Thành sẽ xin giới thiệu thêm một loại sản phẩm mà ở đây Quốc Thành vừa mới đem về cho bà con. Đây là thuốc diêm son uống. Thuốc diêm son này đó là chuyên trị về như thế nào? Là bà con đó là ở đây có thuốc nhổ mũi nè và dầu nè quý vị ha. Thì Quốc Thành ở đây đó là đi chung với combo này luôn nha quý vị. Combo này luôn là tổng cộng chỉ có 200 thôi quý vị. Mà mình dùng được đó là cho là vừa uống nè, vừa sức nè, và vừa nhổ được luôn. Diêm son cỡ nào cũng hết luôn quý vị. Thời tiết bây giờ nó thay đổi thất thường lắm, không có nói được. Lúc nắng lúc mưa rồi lúc chờ âm u này kia thì thường thường những người bị diêm son sẽ những cái chờ âm u đó là sẽ nhức lỗ mũi nè, là sẽ bị khó chịu, nhức đầu cũng như là bị khò khè. Thì thuốc này nó sẽ giúp cho bà con bình thường là những cái chuyện đó, là không còn bị diêm son nữa, không còn cái nhức đầu khơ nữa quý vị. Đây là thuốc chị diêm son uống quý vị ha. Đây quý vị, nó đi chung với một cái gọi là cái combo dầu luôn ha quý vị ha. Combo dầu và đây quý vị, đó như thế này ha quý vị. Đây quý vị, như thế này thì bà con sẽ không còn lo về diêm son nữa nha quý vị. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây không lo diêm son nữa, là có một cái combo này sẽ không lo diêm son nữa quý vị. Thì cái thời tiết này đó thì Quốc Thành thấy đó, bà con bây giờ bị ho rất là nhiều. Cái sản phẩm này đó là chỉ về chuyên về ho ha quý vị ha. Đây chuyên về ho. Ho này đó là ho cỡ nào cũng được hết, ho ra đàm, có đạm trong cổ, có người bị ho ra máu luôn quý vị, mà chị cũng đẳng được luôn nha quý vị nha. Ở đây đó là nó để là nè, ho xỉn nè, ho đàm, ho gió, ho hàn, viêm khí quản nè, cấp tích nè, cấp tính nè, rồi mãn tính nè quý vị. Cách dùng là mỗi ngày mình uống 2 viên một lần. Mình uống một ngày là 2 lần, giấc sáng 1 lần, giấc chiều 1 lần dùng cho Quốc Thành ha. Uống bảo đảm quý vị là quý vị ho gà quý vị cũng hết nữa, ho lao quý vị cũng hết luôn quý vị. Ở đây là có để vậy hết quý vị. Bà con dạo này mua thuốc này uống rất là nhiều nha quý vị nha. Đây là sản phẩm từ Hồng Kông. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.
Dạ kính thưa quý vị, thì quý vị biết đó, ở đây Quốc Thành có cho những sấm giảng thi nhân giáo lý. Đây là quyển 6 là tôn chỉ hành đạo, là giúp bà con cô bác là học Phật tu nhân, là giúp cho bà con là hiểu được cái bài cúng của bên Phật giáo Hòa Hảo và thực hiện theo, cũng như là cách ăn ở của lúc mà mình còn tại thế này. Đây quý vị, đây là học Phật tu nhân đó quý vị, giáo lý Phật giáo Hòa Hảo nha quý vị ha, quyển 6. Còn đây là thi văn giáo lý của Đức Quỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Đây Quốc Thành ở đây, những sản phẩm mà của bên đạo Phật giáo Hòa Hảo, bên Quốc Thành không có lấy tiền ai đồng bạc nào hết. Nếu quý vị mà có thương Quốc Thành, thương đạo Phật giáo Hòa Hảo thì quý vị có thể là trả tiền ship dùm cho Quốc Thành đó ha, là 30.000. Đây là thi văn giáo lý toàn bộ. Đây quý vị, ở đây là Quốc Thành có đầy đủ hết nha. Quốc Thành sẽ đi sơ sơ cho quý vị xem về những cái thi văn, những cái sấm giảng này kia cho quý vị thôi. Chứ những cái cuốn giống như là Sư dạy bóng phai, ông Minh Thớ này kia thì ở đây Quốc Thành đều có nha quý vị nha. Cũng như là ở đây đó thì Quốc Thành có cho Trần Điều Cửu Quyền, cho Tam Bảo, cho Hình Thầy theo yêu cầu. Nếu mà yêu cầu thì nếu mà yêu cầu theo kích cỡ đó thì Quốc Thành xin quý vị hãy trả tiền ship cho Quốc Thành và có thể là gửi cho cái người mà là mình đặt theo yêu cầu đó vài trăm ngàn để cho bà con có thể có cái số tiền đó đặng bà con dùng cho cái mục đích khác, để giống như là mình thêm tiền vô đặng mình mua những cái phần này nè quý vị, đặng mình cho bà con khác nữa. Còn nếu mà bà con mà lấy như là ở đây Quốc Thành có thì Quốc Thành sẽ là không cần gì hết, chỉ cần bà con trả tiền ship cho Quốc Thành thôi, Quốc Thành sẽ gửi tới nhà cho bà con, cho bà con đang cần và đang dùng. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Đây là hình Cửu Quyền. Sau lưng Quốc Thành đây là Tam Bảo. Quốc Thành có hình thầy cũng như là những cái hình hình thầy đứng nè, hình sơ mi nè, rồi hình thầy ngồi tọa sen nè quý vị. Quốc Thành ở đây đều có nha. Thành gửi phi cho quý vị nha. Thì cuối cùng cuối video thì Quốc Thành xin nhắc lại với quý vị một điều rất là quan trọng. Đó là ở đây Quốc Thành có cho quý vị những sản phẩm giống như là mê phát giảng, máy niệm Phật, cũng như là cho quý vị miễn phí ha, quý vị chỉ cần trả tiền ship thôi. Rồi cho cả là thuốc của tỷ cơ luôn nha quý vị nha. Đây là thuốc tỷ cơ nha quý vị. Đây thuốc tỷ cơ ở đây Quốc Thành có và cho quý vị luôn. Tỷ cơ đã gửi cho Quốc Thành. Và một điều cuối cùng thì Quốc Thành xin nhắc quý vị, ở đây Quốc Thành là có bán riêng một combo. Combo Quốc Thành là gồm có 2 chai nhỏ mắt, 2 chai nhỏ mũi và 3 dầu, 1 chai bóp và 1 củ ngứa, cũng như là nếu ai có bị đau bao tử thì Quốc Thành sẽ gửi thêm 1 bịch đau bao tử cho quý vị nha quý vị. Thì bà con nào mà biết chữ thì Quốc Thành để số điện thoại trên màn hình thì cứ gọi đây, Quốc Thành sẽ gửi tới tận nhà. Còn nếu mà bà con không biết chữ thì Quốc Thành sẽ đọc ra cho quý vị nghe số điện thoại Quốc Thành liền bây giờ. Đó là 0333304424, đó là số điện thoại của Quốc Thành. Bà con cứ nếu mà muốn dùng thì cứ gọi điện thẳng cho Quốc Thành sẽ tư vấn cho quý vị. Nếu bà con nào có coi video rồi thì đỡ, nếu bà con chưa coi thì Quốc Thành sẽ giới thiệu cho quý vị, tận tình cho quý vị và hỗ trợ quý vị 24/24. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật.